Mến chào cả nhà. Hôm nay Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà cách làm bông. Thì đây là cái tiệm mà mình mua những cái đồ để về mình làm bông á, làm hoa đó, làm những cái bình bông á. Đây là Michael Art and Craft Store. So, bây giờ Kim Ngân đang đi vô và Kim Ngân sẽ mua đồ để về làm bông, tại vì tuần này con của Kim Ngân đám cưới đó. Thành ra Kim Ngân sẽ ra nhiều loạt video về mình chuẩn bị đám cưới và đám cưới như thế nào nha. Xin chia sẻ với cả nhà. Bây giờ Kim Ngân đã đi vô trong này rồi. Thì Kim Ngân sẽ làm bông thiệt. Ở đây nó có bán bông thiệt, bông giả, đủ thứ đó. Nhưng mà Kim Ngân sẽ làm một cái đó bông để con gái nó cầm ha. Thí dụ như là nó cầm nguyên một đó bông vậy nè. Đó, này là bông giả không á. Kim Ngân sẽ làm một đó bông như vậy, là bông thiệp, và Kim Ngân sẽ làm một cái dàn bông để trên xe và làm bông để trên bàn. Và đây là tất cả những hoa giả, mắc lắm nha cả nhà, không có rẻ nha. Những cái hoa như vậy rất là mắc. Một cái nhánh hoa như vậy thôi nè, một cái bông như vậy là một cái chùm như vậy là 10 đồng đó. Cả nhà thấy không, đây giá 10 đồng nè. Đó, các bạn thấy không, hoa giả thôi đó, một cái như vậy là 10 đồng, thấy không? Rất là mắc chứ không phải rẻ, rất là mắc. Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà. Đây là những dụng cụ nè, Kim Ngân sẽ mua kẽm như vậy nè, đó, kẽm và những cái gì cần. Ok, bây giờ Kim Ngân bắt đầu đi chợ nha. Em sẽ chia sẻ với cả nhà những gì Kim Ngân sẽ cần mua nha. Kim Ngân chào cả nhà, bông quá đẹp luôn. Kim Ngân đã tìm được những cái sợi dây để mình làm, mình bó vô hoa đó, cái ribbon đó, cái này. Và bây giờ thì mình phải cần cái tape này nữa và những cái dây cột. Thì đây là những cái loại hoa giả đây cả nhà. Kim Ngân sẽ tìm cái hoa nào mà nó có cọng nó dài dài để mình làm lại thành trái tim á, mà chưa có tìm được. Thì đây là một bên hoa giả nữa. Đây là toàn thể trong cái tiệm này đó cả nhà, đó, đủ thứ hết đó. Đây là cái chỗ mà cả nhà vô đây để shopping, để mình mua những cái đồ mình cần làm cho đám cưới này kia đó. Đó, thì Ngân cũng đang đi tìm coi là cái hoa nào mình bẻ lại được thành cái vòng cung á, khó lắm. Đây, đủ thứ loại hoa giả luôn, chia sẻ với nhà nha. Hoa đẹp quá, hoa giả mà giống như hoa thiệt luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây, mình tìm cái vòng cung để mình làm thành trái tim á cả nhà. Mình uống là thành trái tim á. Không biết này nó cứng không, cứng ngắc hả? Ok, này, vòng tròn thôi, chứ không có hình trái tim gì hết á. Thì mình sẽ uống thôi, mình sẽ mua về mình uống. Và mình sẽ dán vòng vòng cái bông lại. Ok, mình phải ra tìm ra ý tưởng thôi. Mình chia sẻ với cả nhà nha. Kim Ngân nghĩ là Kim Ngân sẽ lấy cái cọng này nè, mình sẽ uống thành trái tim được nè. Đó, cái gì cũng mắc hết á. Một cái vậy là 4 đồng đó. Đó. Kèm, kèm để cắt nè. Đủ thứ luôn. Alright. Chào cả nhà. Bây giờ Kim Ngân đã mua đồ về rồi. Và tối nay là Kim Ngân bắt đầu chuẩn bị những cái dụng cụ để mà thứ năm này Kim Ngân sẽ mua hoa thiệp và Kim Ngân cắm bông. Và đây là cái trái tim, và đây là cái trái tim, và Kim Ngân sẽ để chùm hoa chính giữa và sẽ cột lên trên xe, trên cái đầu xe cho con trai của Kim Ngân đó. Thì đây bây giờ đang Kim Ngân đang chuẩn bị thì làm trái tim này. Các bạn cần cái cọng dây này, nó mềm lắm, thì các bạn có thể uống lại thành trái tim rồi đó. Bây giờ Kim Ngân sẽ đang quấn băng keo, để chút nữa mình sẽ quấn cái dây ribbon màu đỏ vô đây, mình làm trái tim màu đỏ ha. Còn đây là cái những cái bình lọ bông, thì trước tiên là các bạn phải dán băng keo hình như vậy để mà các bạn để bông vô nó không bị ngã ra, ngã qua ngã lại. Thì Kim Ngân đã chuẩn bị rồi, và Kim Ngân sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn ngày mai.
những cái cách làm tiếp tục để mà có những cái bình bông ở nhà bằng cách mình tự làm nha. Xin cảm ơn cả nhà. Bye bye. Ok, cả nhà, khi mà mình dùng cái thép này nè, cái thép này là cái giống như là glue á, dán dính đó, dính tay nè, thấy không cả nhà? Khi mà mình dán hết cái dòng này trái tim rồi đó, thì bây giờ mình bắt đầu mình mới quấn cái dây ribbon vô. Thì cái tape này nó kêu là flower tape, ok? Đó, ribbon flower. So, các bạn phải cần mua cái này để mà quấn hết cái dòng của trái tim xong rồi. Đây, rồi bây giờ thì Kim Ngân tiếp tục quấn. Cái khi nào mình, bây giờ nó dính dữ lắm rồi, tay Kim Ngân dính rồi thì mình quấn cái ribbon này cho nó không có bị tuột. Ok, tiếp tục đu cái bước thứ hai nha. Chào cả nhà, tiếp tục hôm nay Kim Ngân bắt đầu làm tiếp tục. Hồi hôm tối thì Kim Ngân chia sẻ với cả nhà là trái tim màu đỏ, nhưng mà khi mà đụng nó rất là mềm, thành ra sáng thức dậy Kim Ngân nghĩ ra sáng kiến là mình sẽ dùng cái dây vàng này mình quấn vòng vòng chỗ này, quấn hết rồi các bạn quấn ngược lại thì nó sẽ ra cái chữ X đó. Rồi thì bây giờ cái dòng này nó rất là cứng đó, cả nhà thấy không, nó không có mềm giống như hồi tối nữa. Thì đó là cái step thứ nhì mà Kim Ngân đã làm xong trái tim, chia sẻ với cả nhà và tiếp tục sẽ làm tiếp tục nữa. Ok, thank you. Chào cả nhà, hôm nay Kim Ngân đi chợ Costco mua bông, tổng cộng bao nhiêu bông đây để làm mà đám cưới cho con trai mà để trên bàn thờ này kia đó, là 8 bó mà rất là rẻ, có 120 thôi. Và trái cây để trong mâm trầu quả là bên tất cả để mua Costco luôn. Ngân xin chia sẻ với các bạn nha. Bây giờ Kim Ngân đi về nhà và bắt đầu làm hoa. Kim Ngân sẽ làm một đoạn video để mà chia sẻ các bạn cách làm hoa ở nhà để mà tiết kiệm tiền. Ok, cảm ơn cả nhà. Tại vì nếu mà mua bông á mà ở chỗ người ta làm bông đó, nó chặt nó tính là 850 luôn, mà mình làm ở đây thì có 120 đô la thôi. Vâng, xin chào cả nhà. Kim Ngân mới vừa hoàn thành xong hai bình bông để trên bàn thờ. Đây cả nhà thấy đây đó, Kim Ngân trang trí một bình bông nhìn nó tự nhiên lắm. Vòng quay vòng vòng cho cả nhà thấy ha, là mình ở đằng sau lưng á, mình phải để cái lá nó cao lên, sau lưng lá cao lên, và ở đằng trước á, thì mình sẽ để bông đó. Các bạn đi từ từ từng lớp lên. Ngân đã trang trí xong được hai bình rồi đó, hai bình bông để trên bàn thờ. Rồi bây giờ Kim Ngân tiếp tục làm nữa nha, xin chia sẻ với cả nhà. Rất là đẹp. Và đây là những cái bông mà Kim Ngân mua ở chợ Costco. Tất cả bao nhiêu đây bông đây á, là có 120 đô la thôi. Đó là bây giờ Kim Ngân bắt đầu làm tiếp tục nha, xin chia sẻ với cả nhà. Cảm ơn mọi người. Đây là một cái giỏ mà Kim Ngân khi mà người ta cho quà của mình bánh kẹo á, mình để dành lại. Và mình sẽ Kim Ngân sẽ dùng cái giỏ này để Kim Ngân cắm hoa. Thì ở trong này các bạn để cái miếng mousse mà cho nước nó thấm vô đó, cho nó mềm á, và các bạn dán băng keo về để mình cắm qua nó không có bị rớt ra, nó nằm nó giữ lại. Đó là Kim Ngân ở trong này, các bạn nhớ để một cái bọc ni lông tại vì nước nó sẽ không có chảy ra cái giỏ này được. Ok, đó là bây giờ bắt Kim Ngân, đây là bắt đầu first step ha, bắt đầu bước đầu tiên. Rồi Kim Ngân bắt đầu sẽ cắm hoa nha, và sau đó sẽ chia sẻ với cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Ở dưới, ở bắt đầu khi mà cắm á, thì các bạn sẽ cắm những cái lá xanh ở đằng sau lưng và đằng trước để làm hai bên hông để làm hình nền. Sau đó thì các bạn sẽ cắm bông ở chính giữa, bông hồng ở chính giữa. Đó, bây giờ là Kim Ngân đã làm xong cái hình nền rồi đó. Kim Ngân xin chia sẻ với cả nhà cái đoạn video của cái bình bông bự này nha. Rồi bây giờ Kim Ngân bắt đầu tiếp tục làm nha. Các bạn cứ làm cái hình nền như vậy đó. Thưa cả nhà, đây là bình bông thứ ba mà Kim Ngân đã hoàn thành. Đây, xin cả nhà xem. Trước bên này thì Kim Ngân sẽ cắm lá với bông rất là thưa thớt thôi. Và chính giữa thì mình sẽ làm một cái vòng cung, cắm từng cao xuống thấp, bông hồng. Và ở ngoài này mình cắm bông hồng thấp thôi, ở trước mặt.
Đó, và bên này là mình sẽ cắm bông xuyên qua bên góc bên này rất là bông là nhiều. Đó là như vậy đây. Đấy. Lá ở các bạn coi đằng sau nha. Ở đằng sau lưng á thì mình làm rất là đẹp. Đây. Đó là phía sau lưng đó. Phía sau lưng thì các bạn phải tấn lá cho nó đẹp như vậy á, thì người ta sẽ thấy sau lưng cũng đẹp mà đằng trước mặt cũng đẹp nữa. Đó là bông. Đó là bình bông Kim Ngân đã mới làm xong. Để trên bàn ha. Đây là bông nằm. Và bây giờ Kim Ngân sẽ đợi cắm một bình bông đứng nha. Xin chia sẻ với cả nhà. Take a picture. Đây cả nhà, đây là cái bình thứ bình nhỏ thôi. Mà đây là bình nhỏ nữa đây. Đó. Đây là một cái bình lớn. Kim Ngân đã làm xong được. Thì tổng cộng là, để Kim Ngân quay lại, 1, 2, 3 ha, 4, 5, 6. Và đây là hoa cầm tay. Hoa để cầm tay Kim Ngân chưa có làm xong. Đây là hoa để cầm tay đó. Đó, nhà thấy đẹp không? Đó, đây là cách mà Kim Ngân design đó. Kim Ngân sẽ còn cột dây, cột nơ ở dưới nữa. Và một cái hoa nữa để trên xe nữa. Kim Ngân sẽ làm tiếp tục. Đó, là tất cả là như vậy. Ok, chỉ có 120 đồng thôi. Tiền hoa rất là rẻ và rất là đẹp. Ok, đây, chia sẻ với cả nhà. Đây là bó bông cuối cùng mà Kim Ngân đã làm hoàn thành. Thì Kim Ngân làm trái tim hôm bữa chia sẻ với cả nhà đó. Thì bây giờ cái bông này là mình sẽ để lên trên cái xe, cái đầu xe của con trai mình. Thành ra là chính giữa là Kim Ngân để bông hồng màu trắng. Và chung quanh là Kim Ngân sẽ để bông hồng đỏ và trái tim để lên trên như vậy. Đó là bữa hổm Kim Ngân đã chia sẻ với cả nhà làm trái tim á. Cả nhà thấy đẹp không? Bây giờ Kim Ngân sẽ chụp hình nha. Chụp hình một tấm hình rồi là để gắn lên xe. Là chạy đi rồi là không thấy nữa. Ok. Rồi, chụp hình rồi. Đó. Rồi đây là cái bông mà cầm tay nãy Kim Ngân cũng đã chia sẻ với cả nhà Kim Ngân làm đó. Bây giờ Kim Ngân cũng chụp hình nha. Một tấm hình. Đấy, hình nền ở đây nó đẹp nè. Đây. Rồi, xong. Bây giờ Kim Ngân bắt đầu cột dây ribbon vô nè. Chào cả nhà. Đây, Kim Ngân quấn dây lại. Thì mình phải quấn từ dưới lên. Mình quấn lên rồi mình làm mấy cái nơ. Thì đây là đã xong rồi đó. Đây, đó, cả nhà thấy không? Chính giữa là bông trắng, vòng vòng là đỏ. Đây là của con trai, cột lên xe của con đó, trật trên đầu xe đó, để đi rước dâu á. Đây, Kim Ngân đã làm xong rồi nha. Để Kim Ngân chụp một tấm hình là có cái dây ribbon. Cái ribbon này với lại hoa. Sau khi mà Kim Ngân cột cái ribbon lại rồi đấy cả nhà, mình cột lại từ dưới lên trên luôn. Kim Ngân cột nơ rồi đó, cái này cũng vậy, Kim Ngân đã cột nơ rồi. Cột hết lại từ đầu cái đuôi để cầm rồi xong rồi. Tất cả những bông đã xong rồi, chia sẻ với cả nhà. Bye-bye. Thank you for watching Kima Travel and Food. This is how to decorate flower video. Thanks.
chào cả nhà. Đây là cái cổng đám cưới con trai của Kim Ngân, thành ra là cái chị tân hôn. Đây là cái cổng cũng ở nhà làm luôn, mà cái này là bông giả nha. Mình order đồ rồi mình về mình làm bông giả rất là đẹp. Ok, sau đó là cái cổng đi vô nhà rước dâu ngày mai ha. Còn ở đây là cái hoa mà Kim Ngân sáng chế ra để trên xe hả? Sao không? Ở đó đây là cái hoa sáng chế mình cột vô trong cái xe chắc để mình chạy đi á, quá đẹp luôn. Give me the light. Just married. Cute. Ở đằng sau là có cái chữ là just married. So cute. Cute. Okay. Đây là cái xe ngày mai để đi rước dâu đó cả nhà. Mình đang buổi tối, tại mình phải quay, mình phải làm cái bông này mới vừa xong. Cảm ơn cả nhà.